Bài toán 4B2. Cái bài toán 4B2 thì cái câu thứ nhất á, nó có cái nội dung như sau. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng cho cái khoảng cách D, tức là từ cái mặt phẳng mà chứa hai khe đó tới màn á, D bằng 1 mét. Khoảng cách giữa hai khe là A nhỏ là 1,5 mm. Bước sóng dùng trong thí nghiệm này á, là 0,6 micromet. Người ta hỏi là khoảng cách giữa vòng sáng bọt 2 ở bên này và vòng tối thứ 5 ở bên kia so với vòng sáng trung tâm là gì? Như vậy là người ta hỏi là khoảng cách từ vòng sáng bậc 2, vòng sáng bậc 2 bên này cho tới vòng tối thứ 5, vòng tối thứ 5 bên kia là bao nhiêu? Cái bên này hay bên kia, tức là người ta lấy cái vòng sáng trung tâm làm gốc. Bên này vòng sáng trung tâm và bên kia có vòng sáng trung tâm. Người ta hỏi cái khoảng cách đó là bao nhiêu. Chỉ có vậy thôi. Thì với cái câu hỏi này á, thì chắc có lẽ là các em làm chưa tới 1 phút đã xong. Nhưng mà cái đây là giảng bài, thành thử ra thầy phải nói nó bài bản chút. Đại thể nó là như thế này. Trên cái màn giao thoa trên cái màn mà hứng cái vòng giao thoa đó, thì cái vòng sáng trung tâm á, thầy đặt chỗ này, thấy không? Thì cái khoảng cách từ vòng sáng bậc 2 bên này, vòng sáng bậc 2 này, vòng sáng bậc 1, vòng sáng bậc 2 bên này, tức là thầy cho đây là điểm M, cho tới vòng tối thứ 5 bên kia, vòng tối thứ 5 bên kia 1, 2, 3, 4, 5, 6, thì cứ vẽ đại ra đi. Vòng tối thứ 5, vòng tối thứ nhất, vòng tối thứ 2, vòng tối thứ 3, vòng tối thứ 4, vòng tối thứ 5. Vòng tối thứ 5 là chỗ này. Như vậy thì chỗ này thầy đặt là điểm N. Như vậy thì thực chất là người ta hỏi là MN nó bằng bao nhiêu? Thế thôi. MN là bằng bao nhiêu? Thế thôi. Đấy. Tức là khoảng cách từ cái vòng sáng bậc 2 bên này cho tới cái vòng tối thứ 5 bên kia là bao nhiêu? Các em biết giải cái bài toán này cách sao mà nó đơn giản nhất không? Nó không phải như là vận dụng đầu óc gì cho nhiều hết. Các em làm in như là học sinh tiểu học mà nó đếm que thôi, thấy không? 1, 2, 3 que nó bỏ vô cái thùng đó, rồi bỏ thêm 2 cái que nữa vô, rồi bắt đầu đếm. Dạ thôi, các em chỉ giải như vậy là nó ra thôi. Bây giờ các em đếm thôi. Đó là 1y, 2y, phải không? 3y, 4y, 5y, 6y, 6y rưỡi. 6y rưỡi, 6,5y. 6y rưỡi tức là 6,5y. Thì nó dài là bao? Nó có cái độ dài là bao? Bao nhiêu? Tức là MN đó. MN đó, nó là 6,5y. Các em đếm thôi. 6,5y tức là 6,5y là bằng lambda d chia cho a, lambda d chia cho a. 6,5, phải không? Lambda là 0,6. Lambda là 0,6, các em nhân cho mùi đi trừ 6 cho thầy. D là 1. D là 1 mét. Lambda d chia cho a, a là 1,5. 1,5 mà ở đây người ta để là milli. Như vậy các em nhân cho mùi đi thừa trừ 3, và Casio nó sẽ giúp cho các em tìm ra là cái này là bao nhiêu. Thì cái này thì tính ra là MN bằng 26 mm. 26 mm, MN bằng 26 mm. Thế thôi. Cái bài toán cực kỳ đơn giản, và cái cách giải của nó chúng ta cũng không có phải mất công là cộng trừ gì nhiều. Vòng sáng bậc 2, như vậy thì vòng sáng bậc 2, như vậy là nó có hai khoảng, bậc 1, bậc 2, nó có hai khoảng nè. Vòng tối thứ 5, vòng tối thứ nhất, vòng tối thứ 2, vòng tối thứ 3, vòng tối thứ 4, vòng tối thứ 5,
Rồi từ đây cái lên là các em đếm là nó là 6 khoảng rưỡi y hay là 6,5 y. 6,5 y là bao nhiêu các em tính ra. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta kết thúc cái câu hỏi tại đây. Bây giờ ta sang qua cái câu kế tiếp. Cái câu kế tiếp người ta hỏi cái gì đây? À mà thầy sẽ xóa cái bảng này đi. Ai cũng không cần nữa. Thầy ghi tạm nó vào đây thôi. Ở đây người ta cho đơn giản thôi. À, cho một cái ánh sáng, cho một cái ánh sáng có cái bước sóng á là 0,5 micromet, có cái độ dài là 0,5 micromet. À, A là bằng 0,5 milimet, D là bằng 2 mét, bề rộng vùng giao thoa, bề rộng vùng giao thoa là L đó, 4,25 cm. Xác định số vần tối trên màng, số vần tối trên màng. Số vần tối trên màng. Rồi thầy sẽ lau cái này để cho các em không có lẫn lộn gì các cái hình vẽ này. À vậy thôi. Thì như vậy thì thầy sẽ minh họa cái màng. Thầy sẽ minh họa cái màng ra đây cho các em thấy nè. Ở đây là vân sáng trung tâm. Chiều dài của cái màng á là 4,25 cm. Ví dụ chiều dài của cái màng thầy cho từ đây cho tới đây đi. Đấy, là 4,25 L nè. Là 4,25. Thôi nó là L thôi. L nó là cái chiều dài này. À, chiều dài của cái màng á là 4,25 cm. Rồi số vần tối trên màng, tức là cái số vần tối trên màng, ví dụ như thế này: 1 vần sáng, 2 vần sáng, 3 vần sáng, 1 vần sáng, 2 vần sáng, 3 vần sáng. Thầy nói ví dụ như vậy thôi, không? Như vậy thì cái vần tối đó, cái vần tối thầy sẽ dùng cái phóng màu khác đi. Cái vần tối thì thầy làm dấu chấm thôi nha. Vần tối nè, 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 vần tối, vân vân. Đấy, thì người ta hỏi là số vần tối, người ta hỏi là số vần tối như chưa? Cái số vần tối, cái số vần tối. Linh nhớ là cái số vần tối chứ không phải là cái số vần sáng nữa chưa? Như vậy thì các em làm như thế này cho thầy. Cái trước hết á là các em không có phải để nguyên cái chiều dài cái màng này, các em cắt hai ra, các em chỉ tính phần trên thôi rồi các em nhân đôi ra. À, cả cái màng thì các em nhân đôi ra. Thì các em chia hai rồi nó vậy thôi. Như vậy thì các em giả sử như là các em chỉ tính được cái phần trên thôi ha. Tức là giả sử ta chỉ tính phần trên. Phần trên tức là từ cái vân sáng trung tâm đi lên. Đấy. Như vậy thì cái độ dài ở đây thì thầy gọi là cái điểm N, M thì cái đây thầy gọi là XM đi. Thì có phải là N trên 2 này nó bằng XM không? Tức là nguyên cái chiều dài này là L thì cái XM nó nửa trên thì nó là N trên 2 vậy thôi. Thì nó hỏi là có bao nhiêu vân tối? Có bao nhiêu vân tối? Thì các em biết rằng cái vân tối á thì nó sẽ thỏa mãn cái công thức là K cộng cho 0,5 nhân với lại y, đúng không? Cái vân tối thì nó có cái công thức là K cộng cho 0,5 y. Đấy. Ví dụ như là chẳng hạn như là cái vân tối thứ nhất nè. Thì cái chỗ này là K bằng 0. Đúng không? K bằng 0. Và cái vân tối này là x tối đi. Thì nó sẽ là bằng 0 cộng cho 0,5 rồi y. Thì các em thấy rõ ràng là cái đây là nửa y, 0,5 y. Rồi tới đây thì nó là gì? Đây thì nó là K, nó sẽ là bằng 1. Thấy không? K đã bằng 1.
Thì như vậy thì cái vân tối chỗ này nè thì nó sẽ là x tối này nó sẽ là bằng 1 cộng cho 0,5 rồi nhân với lại y. Đại thể nó là như vậy. Như vậy thì cái xm các em coi thử nó được là bao nhiêu, là bao nhiêu, bao nhiêu. Như vậy là n là trên 2 á, là các em có được bao nhiêu? N là trên 2 à, các em đổ ra milli nha. N là trên 2 thì nó là 42,5. 42,5 chia cho 2 à, thầy đổ ra mm nha. Đấy. Thì nó sẽ là bằng gì? Nó sẽ là bằng K cộng cho 0,5 à, nhân với lại lại y. Mà y ở đây là bao nhiêu? Y ở đây là bao nhiêu? Y là người ta cho ba cái đại lượng này thì các em tính ra y được nè. Y bằng lambda d chia cho a, tất cả đều có hết à, lambda là 0,5 nhân cho 10 đi thừa trừ 6. Lambda này 0,5 nhân cho 10 đi thừa 6. Lambda d, d là bằng 2, lambda d chia cho a, a là 0,5 mm tức là 0,5 nhân cho 10 đi thừa trừ 3 à, mét. Như vậy thì các em có được y là bao nhiêu? 0,5 đơn giản đi. Như vậy thì nó là 2 nhân cho 10 đi thừa trừ 3, 2 nhân cho 10 đi thừa trừ 3 à, mét nha à. Hay là các em có thể viết là bằng 2mm cũng được, 2mm cũng được, 2mm thì cho nó dễ. Như vậy thì à, cái đây các em để là số 2 thôi. Bởi vì ở bên này thầy đã tính ra cái đơn vị của cái chiều dài của cái màng này á, là à, nó là thầy tính ra là mm. Như vậy thì cái này các em để là 2. Như vậy thì từ đây các em suy ra được là gì? Các em suy ra được K là bằng bao nhiêu? 42,5 chia cho 2 rồi chia cho 2 nữa là chia cho 4. Thành ra là 42,5 chia cho 4. Rồi sau đó các em lại 0,5 này các em bỏ qua bên kia, nó là trừ cho 0,5. Và cái này các em nhờ Casio nó giúp cho các em. Như vậy thì thầy có là bao nhiêu nè? K này thầy tính ra là 10 phép 125. K này nó bằng 10 phép 125. K này nó bằng 10 phép 125. Đấy, K nó bằng 10 phép 125. Mà K có phải là nó đi từ 0 mà cho đi tới 10 không? Đấy không? Nó đi từ 0 cho tới 10. Còn trên nữa thì mình không lấy, là bởi vì trên nữa thì nó là à, nó không đủ 5. Do đó à, nó không đủ 5, thành thử ra mình bỏ cái này đi. Như vậy thì K của mình đó, nó sẽ đi từ 0, 1, 2 mà cho tới 10. Đi từ 0 mà cho tới 10, như vậy thì có 11, có 11 vòng, đúng không? Có 11 vòng. Có 11 vòng tối, đúng không? À, K nó đi từ 0 tới 10 à, thì mình có 11 cái vòng tối. Bên này nó 11 cái vòng tối, bên dưới nó cũng 11 vòng tối. Như vậy thì nó có tất cả là 22 vòng tối. Như vậy là suy ra là có 22 vòng tối. Đó là ta kết luận nè. Kết luận là có 22 vòng tối trên cái suốt cái chiều dài của cái màn này à, thì ta có được 22 cái vòng tối. Cái câu hỏi của chúng ta là kết thúc ở đây. Rồi bây giờ ta lại tiếp tục tới cái câu hỏi tiếp theo. Thì với cái câu hỏi tiếp theo thì ta chắc có lẽ là thầy phải lau cái bảng này. À, cái câu hỏi của cái của phần này nó có cái nội dung như thế này, cũng là giao thoa với lại khai giang nữa chưa.
người ta cho cái khoảng cách giữa hai khe là 3 mm, và người ta cho cái ánh sáng là lambda, và người ta cho cái khoảng cách từ cái mặt phẳng giữa hai khe cho tới màn là d. Ở đây người ta không có nói là d là bao nhiêu hết, và người ta cũng không nói là lambda là bao nhiêu hết. Nếu dời màn hình ra xa, nếu dời màn hình ra xa thêm 0.6 mét thì khoảng vông tăng thêm 0.12 mm, thì khoảng vông tăng thêm 0.12 mm, xác định bước sóng lambda. Rồi, cái đề của chúng ta nó chỉ có thế thôi. Cái bài này thì chắc có lẽ là cũng không có cần phải vẽ hình làm gì cho nó phiền toái, bởi vì nó cũng không có cái gì để vẽ hình hết. Thì các em theo dõi đây. Ở đây là người ta chỉ cho một cái đại lượng duy nhất là cái khoảng cách giữa hai khe thôi. A nhỏ nó bằng 3 mm. Người ta giấu cái bước sóng lambda, và sau này người ta bảo mình đi tìm. Cái khoảng cách d người ta cũng giấu luôn, nhưng mà người ta lại cho cái giả thiết nó như thế này. Nếu như mà dời cái màn hình ra xa 0.6 mét á, thì cái khoảng vông nó tăng thêm là 0.12 mm. Thì các em biết rằng cái khoảng vông và cái khoảng cách từ giữa từ cái mặt phẳng hai khe mà cho tới màn d á, thì nó có cái công thức liên hệ với nhau là y á, là bằng lambda d chia cho a. Y bằng lambda d chia cho a. Như vậy thì giờ màn hình ra xa thêm 0.6 mét, tức là d bây giờ là d phép. D thì bây giờ là d phép, như vậy thì y nó sẽ là y phép. Ở đây chỉ có một cái đại lượng thay đổi thôi, đó là d. Như vậy thì d thay đổi thì y thay đổi, y nó sẽ là lambda nhân với lại d phép chia cho a. Các anh thấy rõ ràng là giao thoa với ánh sáng đường sắt, mà ở đây người ta chỉ dùng một loại ánh sáng thôi. Như vậy thì cái bài toán của chúng ta cực kỳ đơn giản. Như vậy thì người ta hỏi là lambda. Như vậy thì các em lại làm như thế này cho thầy. Tức là các em thấy là cái y phép á, cái y là thiệt, nó tỷ lệ với lại d. Như vậy thì cái d tăng lên thì y tăng lên. Như vậy thì rõ ràng là y phép nó lớn hơn y. Mà y phép lớn hơn y thì các em lấy y phép trừ cho y. Lấy cái lớn trừ cái nhỏ, y phép trừ cho y. Mà y phép á, là lambda d phép chia cho a. Y á, là lambda d chia cho a. Rồi các em đưa lambda chia cho a ra ngoài đi. Ở trong này nó còn lại là d phép trừ cho d. Như vậy thì y phép trừ cho y, y phép trừ cho y á, thì nó ra cái độ lệch, tức là 0.12 mm. Như vậy thì thầy trò chúng ta đang sử dụng cái đơn vị là mm nha. Như vậy thì các em phải đổi ra mm hết cho thầy. 0.12 nè. Lambda là không biết. Cái đây là lambda cho d, lambda cho a. Rồi. Như vậy thì là lambda không biết chia cho a. A ở đây là 3 mm. Các em viết là 3 thôi, thấy không? Rồi d phép trừ cho d, d phép trừ cho d nó là nó ra cái độ lệch, đây là 0.6 mét. Mà 0.6 mét á thì các em đổi ra là 0.6 mét, các em đổi ra là 600 mm, đúng không? 600 mm. Như vậy thì từ đây các em suy ra là lambda 600 mà chia cho 3 là bằng 200. 200 thì nó là 2 lần 2 là 24 mm. Các em xem thử nữa. Cái đây là mm, cái đây là số 3 này cũng là mm. D phép trừ cho D 6 mét
6m, 0,6m tức là 600mm. Như vậy thì các em tính ra là lambda bằng bao nhiêu? 0,6 micromet. Đấy, các em chỉ làm vậy thôi. Và có cái gì là ở trong này không? Y phép trừ cho Y là 0,12. Rồi lambda chia cho A, lambda để yên, lambda là A là bằng 3, D phép trừ cho D là bằng 0,6m, đổi ra mm là 600. 600, như vậy là cái sao đây? Phải kiểm tra cái này thì sao mà nó hơi ngượng ngỡ này ha. À đúng rồi, 0,12 này các em chia cho 200, đúng rồi, các em chia cho 200, 600 chia cho 3 là bằng 200, 200 đưa xuống dưới rồi, như vậy thì nó là 12 chia cho 2 nó là 0,6 micromet, đúng rồi. Ta sang câu tiếp theo là cái câu tiếp theo có cái nội dung như thế này. Thầy sẽ xóa cái bảng đi nha. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với cây Young thì người ta cho là lambda. Người ta cho là lambda ánh sáng dùng trong thí nghiệm này là lambda. Cái khoảng cách là D và cái phẳng vân là Y là bằng 1mm. Phẳng vân Y là bằng 1mm. Khi khoảng cách là D mà cảm cho delta D thì cái khoảng vân nó đó là Y1 là bằng 2Y. Khi cái khoảng cách nó là D mà trừ cho delta D thì cái khoảng vân nó là Y2, nó là bằng Y. Như vậy thì người ta nói là nếu như cái khoảng cách nó là D mà cảm cho 3D, 3 delta D thì cái khoảng vân Y3 đó nó là bằng bao nhiêu? Đại thể như vậy. Khoảng vân Y3 nó là bao nhiêu? Là như vậy thôi. Cái nội dung của bài toán này thì chắc có lẽ là các em cũng không có cần phải vẽ hình ra cho nó rắc rối. Như vậy thì các em biết rằng là Y thì bằng lambda D chia cho A. Các em theo dõi nhé. Y bằng lambda D chia cho A. Mà cái này là cái em cho là nó là bằng 1mm. Như vậy thì các em có thể suy ra là lambda chia cho A, lambda chia cho A là bằng 1 trên D, đúng không? Lambda chia cho A là 1 trên D. Như vậy thì các em có được là gì? Các em có là Y1 nè thì nó bằng 2Y. Y1 nó bằng 2Y thì nó có khoảng cách là gì? Y1 thì các em có là gì? Y1 thì nó là lambda D1 chia cho A, đúng không? Y1 thì nó sẽ là lambda D1 chia cho A. Mà cái chỗ này thì ghi là D1 đi. Y2 thì cho là D2 đi. Y3 thì cho là D3 đi. Nói như vậy cho nó dứt khoát. Như vậy thì ở đây thầy có là lambda nhân với lại D1, lambda chia cho A trước đi, nhân với lại D1, mà D1 ở đây á, là các em có là gì? D1 các em ra là D cộng cho delta D, D cộng cho delta D, D cộng cho delta D. Rồi bây giờ tới Y2 nha.
Y1 là bằng 2Y. Bây giờ Y2, Y2 á, thì là bằng Y. Thì Y2 á, thì nó là lambda D2, đúng không? Lambda D2. Như vậy thì lambda trên A thì các em để riêng ra lambda trên A này, nhân với lại D2, mà D2 là D trừ delta D, D trừ cho delta, delta D trừ cho delta D. Như vậy thì các em thấy như thế này nè. Ở đây thầy ghi là qua thị, ở đây thì thầy ghi là hai qua thị. Nếu như mà thầy thấy lấy cái qua thị mà thầy chia cho hai qua thị nha, qua thị nè, thầy chia cho hai qua thị thì nó sẽ tương đương với gì? 2y chia cho 1y, 2y chia cho 1y thì nó sẽ ra gì? Nó sẽ ra là lambda chia cho lambda, lambda chia cho lambda hết, thì cái này nó là d cộng delta d, d cộng cho delta d, và dưới là d trừ cho delta d, dưới là d trừ cho delta d. Như vậy thì các em có là cái bỏ cái này đi, như vậy thì các em có là d cộng cho delta d thì có phải là hai lần d trừ delta d không? Và từ đây các em chuyển qua là như thế nào? Em chuyển qua là trừ 2d này, chuyển qua là 2d, 2d, 2 delta d với 1 là 3 lần delta, delta d. Đây là 2d trừ d, còn lại là 1, 1d. Như vậy thì ta có là 3 lần delta d thì bằng, bằng d. Như vậy thì mà mình tính ra là y, y3, y3 nó sẽ là gì? Y3, y3 thì nó là bằng gì? Y3 thì y nó sẽ là bằng lambda d chia cho a. Cũng để là lambda trên a cho thầy. D3 mà D3 đó thì bằng D cộng cho 3 delta D, D cộng cho 3 lần delta, delta D. Như vậy thì các em có là Y3 bằng lambda trên a, D cộng cho 3 delta D, mà 3 delta D bằng D. Như vậy thì D cộng D là 2D, 2D thì các em viết D đằng sau, 2 đằng trước cho thầy. Để như vậy, để cho các em thấy rằng cái đây là lambda D chia cho A nè. Cái lambda D chia cho A là bằng 1. Như vậy thì là 2 nhân dưới lại 1 là bằng, bằng 2. Và đơn vị là mm. Như vậy thì là ta kết thúc bài toán ở đây với cái đáp số là Y3 nó bằng 2 mm. Cái câu hỏi của chúng ta được kết thúc tại đây. Rồi, bây giờ ta cũng đã xong cái bài toán 4B2. Chúng ta tiếp tục qua cái bài toán 4B3.